3 7 là 7 XR, mời các bác xem. Đây là hai tủ lột nguồn, một cái vuông, một cái tròn nha các bác, đặc trưng của dòng XR. Và đây là cái tăng phô, và đây là vế công suất cũng như là âm sắc, mỗi bên nó là chạy 4 con sò và những con thúc, và là mỗi tổng là 8 sò và những con thúc, với công suất cực kỳ khỏe 330W. Đây là con Sansui 6L7, xin lỗi các bác, 7L7XR nha các bác, dòng AU Alpha 7L7XR, dòng âm ly Hi-Fi, là dòng đời cao cấp của hãng Sansui đầu 7 nha các bác. Những con âm ly đầu 7 mạch vàng là phiên bản nâng cấp và cao cấp hơn những phiên bản màu đen nha các bác. Dòng này dòng Hi-Fi, các bác chơi được những dòng loa Nhật, loa Mỹ thì rất là tốt. Như những dòng mạch vàng này các bác có thể chơi được loa JBL nha, nhưng mạch đen thì không chơi được nha các bác. Mạch vàng thì tiếng nó mượt hơn, mượt mà, thiên về hình chất high-end hơn, độ chi tiết rất là cao. AU Alpha 7L7XR vẫn sở hữu công suất là 330W, hai hồi gỗ ốp xương. Hai hồi gỗ nó rất là mới nha. À, mình đem tiếng này rất là kỹ cho các bác có thể xem được độ đẹp và của sản phẩm nha. Và giá con âm ly Alpha 7L7XR này là 18 triệu đã bao gồm phí ship nha. Em nó đánh hai cầu loa AB hoặc A cộng B, có loa nét đầy đủ hết cho các bác, trở kháng rộng 4-16 ohm, phù hợp cho tất cả những dòng loa ở thị trường bây giờ, Âu, Mỹ, Nhật đều đánh rất là tốt. Cái quan trọng nhất là em chiến đưa đến cho các bác là những sản phẩm đạt tiêu chuẩn đẹp. Tuy nó là hàng bãi nhưng mà phải đẹp nha các bác. Đây, em mời các bác xem. Mạch nó là mạch mèo vàng gold nha, công suất khỏe. Đối với em này, tiếng hay thì chúng ta khỏi cần nói rồi, tiếng rất là mượt mà. Chơi loa JB, chơi loa châu Âu, đặc biệt là chơi loa những dòng loa Anh Quốc rất là hay nha các bác. Như là chơi những dòng loa Spando này, dòng loa BBK này, dòng loa Calip, đánh rất là tuyệt vời. Và nếu các bác chơi vào những dòng loa Boss thì các bác, cái hay của nó là công suất khỏe và lực chịu đòn rất là tốt, nên các bác có thể ghép vang và hát karaoke gia đình rất là thoải mái đối với em này. Kể cả những cái đầu 6L7 thì cũng đã hát karaoke được rồi. Mình không nói đến đầu 7L7 nha, đầu 7L7 thì nó quá khủng rồi. Các bác thấy văn gỗ nhưng đời XR nó kiểu là già đá thật anh rất là đẹp nha. Hay là phía trên nóc của sản phẩm, giá trên đã bao gồm phí ship nha các bác, 18 triệu đã bao gồm phí ship nha. Và đây là phía sau của sản phẩm, tất cả jack sẽ được mạ vàng 24K hết cho các bác. Có jack Canon này, jack ba lăng này các bác, ba lăng ba cháu đấy. Điện 100V nha các bác, lưu ý cho em những sản phẩm hàng nội địa Nhật nó sử dụng điện 100V. Đây các bác thấy góc cạnh rất là đẹp nha. Tất cả là máy bãi hết cho các bác nha, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha các bác. Có thể những thay rất kém và khề hết nha. Thôi, bề ngoài là chúng ta đã xem rồi. Sau đây em chiến mời các bác vào bên trong thì chúng ta xem nội thất của em nó đẹp thế nào. Vâng, đây là cấu hình bên trong của con 7L7XR, mời các bác xem. Đây là hai tủ lột nguồn, một cái vuông, một cái tròn nha các bác, đặc trưng của dòng XR. Và đây là cái tăng phô, và đây là vế công suất cũng như là âm sắc, mỗi bên nó là chạy 4 con sò và những con thúc, và là mỗi tổng là 8 sò và những con thúc, với công suất cực kỳ khỏe 330W và sức chịu đòn cực kỳ là tuyệt vời. Nên là những dòng âm ly Sansui 6L7, 7L7 được các bác ở mọi miền Tổ quốc rất là ưa chuộng, tại vì nó là tích hợp chơi được vừa nghe nhạc hay vừa karaoke tốt. Thì đây là sự lựa chọn của nhiều những bác đang sử dụng những cặp loa 2 trong 1, những cặp loa Boss, những cặp loa mà Diatong, Sequin Vega, vừa có thể nghe nhạc vừa karaoke. Còn nếu các bác nào sử dụng những dòng loa chuyên nghe nhạc như là những dòng loa Anh Quốc, loa Mỹ thì các bác cũng vẫn lựa chọn em nó rất là tốt, tiếng hay, mượt mà, âm sắc rất là tốt. Và các bác nào yêu thích con 7L7XR này thì liên hệ cho em, đây là những sản phẩm hàng tuyển rất là đẹp nha các bác. Vừa nghe vừa sưu tầm vừa trưng bày, các bác liên hệ cho em qua hai số điện thoại kia nha. Hai số điện thoại của em 0978338114 hay là 0965770277. Vâng, tiếp tục em chiến lại que giới thiệu cho các bác một con âm ly 7L7.
ra đầu 7 là 7 ở cùng phân khúc với con 7 là 7 được cát thì cũng một giá ở phân khúc là 14 triệu, thì các bác sẽ lựa chọn sản phẩm nào? 7 là 7 DR nó sẽ sở hữu một ngoại hình là mặt bóng gương như những con Sansui như là Ultra vân vân, vẫn sở hữu công suất lên tới 330W, chạy 8 sò, nặng trên 20kg và có sức chịu đòn rất là tuyệt vời để các bác vừa nghe nhạc vừa ghép với những dòng loa để có thể hát karaoke. Chúng ta có thể nghêu nga karaoke gia đình. Lực đánh những con này nó rất là tốt nha các bác. Hai hồi gỗ ốp sườn, máy em tuyển về rất là đẹp và rất là mới cho các bác. Đây, mời các bác xem phía trên thành. Đây là phía trên nóc, mặt là mặt bóng gương nha các bác. Đây, nấm nút là cũng bóng gương luôn nha. Đấy, nó bóng lên như cây gương vậy đó, rất là đẹp. 14 triệu nha các bác. Đây là một trong những ôm lê có công suất lớn, 330W, chạy điện 100V. Bác nào lấy thì liên hệ cho qua hai số điện thoại này, em ship toàn quốc nha. Các bác cứ ở xa nếu yêu thích cái con ôm lê này và lần đầu chưa có giao dịch với em thì các bác cọc tiền thì khoảng 2 triệu. Thì còn số tiền là 12 triệu thì em sẽ ship hàng và giao hàng tận nơi. Các bác nhận hàng và thanh toán số tiền còn lại. Đây là cái cầu loa, hai cầu loa AB hoặc A kèm B, trở kháng là 4-16 ohm. Đầu 7 là 7 thì chúng ta sẽ có trang bị cổng ba lăng, cổng ba chân và những có cổng kết nối, có cổng phono cho chúng ta chơi đi thang, vân vân. Rồi, máy rất là đẹp, thì sau đây em sẽ mở bên trong để các bác xem được cái cấu hình nó khủng như thế nào và cách bố trí nó rất là ngầu cho hai bên tương đối nhau. Nó quá là nặng. Đây, em mời các bác xem lại một lần nữa cái mặt tiền của em nó, để các bác có thể hình dung được là nó mặt bóng gương nó như thế nào. Đây, các bác có thể thấy được mình te bên trong. Nhiều bác và bác thường gọi những dòng này là vừa nghe nhạc vừa nành mũ soi gương đó các bác. Máy tuyển cực đẹp cho các bác nha, giá 14 triệu đã bao gồm phí ship. Vâng, đây là bên trong của con Omly. Đây là cái tăng phô, các bác sẽ thấy được cái logo Sansui này. Đây, do đèn chói các bác không thấy được logo Sansui. Và hai tổ độc nguồn, và mỗi bên là mỗi vế công suất và âm sách, mỗi vế là 4 sò nha các bác. Những dòng đầu 7 là 7 thì nó chạy là 8 sò, đều công suất là trên 300W hết. Nói về dòng DR này thì các bác sẽ cảm nhận được chất bass nó rất là đầm và lực đánh rất là mạnh ở giải bass và mic chép tốt. Phối ghép với nó là những dòng loa bass 30, 40 của những dòng Pioneer hoặc là những dòng Sansui. Đặc biệt đánh dòng Diatom Onkyo là những dòng loa khó tính, thì đặc trị của những dòng loa đó là những dòng Omly Sansui 737 DR hoặc là lợi tra vân vân. Những dòng đầu 737 đều đánh rất là tốt. Và em sẽ có video test với những cặp loa Pioneer để các bác cùng nghe nha. Đấy, máy rất là đẹp nha các bác. Bác nào lấy thì liên hệ cho em, giá 14 triệu đã bao gồm phí ship nha.